người ta chặt đâu. Không phải. Bản thân cái rau này rất không chín. Rau vào đây quá nhiều nước làm chín ở chỗ này thì nghĩ ra nó làm nóng liên tục sẽ làm hâm rau các em thì ra. Bắp bổ trần chín qua đầu kia cho xả lạnh nó lại cứng này lúc đầu thật ra quá chín trong rồi. Vào đây ta thì đảo ra vì nó bát đúng là nó sẽ xanh nó còn to ra lửa đấy. Nó sẽ không hiểu. Thì nó lắm.